Ô đi. Ngọc. Ô coi. Lẹ lên. Lẹ lên. Come on. Đủ rồi. Thôi nữa đi. Thôi 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 thôi. Tiếng nghe ô tiếng. Tiếng nghe ô đẹp lắm á. Nhảy đi. Thanh thanh thanh. Sao? Nhảy ô đi các bạn, đừng chơi đá cầu nữa. Đó nó không có vô. Bỏ đi, nhảy ô đi. Ngọc. Ở đây là Sunny Zinde đó. Sunny Zinde nè, có mấy người nha, 1 2 3 4 5 6 7 8. Ơ chứ đủ luôn. Đủ luôn. Đủ luôn nè, là 1 nè, thấy không? 2 3 đây đúng không? 4 5 6 7 8 9 luôn. Hân. 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 Sunny Zinde của lớp mình đó. Đâu? Đấy. Nè. Có chín rồi không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kìa. Đang quay á hả? Ờ, đúng không? Đang quay nào? Quay. Đang quay mà. Trời nhớ là mẹ đang quay nè. Ai quay đi kìa. Cha coi. Giọng quá. Ngủ không? Mình bơi á, vậy nên cái đó. Gãy, gãy cây á, quay quay xuống nhìn cái đây. Mùi vú. Vô thành đang khùng mấy. Có mình Ngọc khùng nãy giờ ăn cay chưa hết á. Trời không nữa, vô đây nữa. Ô bó lên blog. Ơi quăng cái gì vô đi, quăng gì vô đi. Vô hả? Quăng gì vô đi. Bó ơi. Quăng gì nó bị tắt. Đây đây còn cái này nè, còn cái này quăng được không? Bắt. Đấy. Cái lá. Đấy. Còn cái lá vô đâu được, ta nó đụng đụng nặng. Hưng ra đứng dặn đứng bên tre không? Thôi đúng rồi. Nói ai á? Đó, cái này nè, cái này nè, cái này nè mấy hôm nay. Đau quá. Siêu mập của lớp ta. Nó nghe nè, nó nghe nè. Siêu mập của lớp ta. Mập. Ai xóa đi xem mà thôi. Ê chết rồi. Sao nó không giận? Trời sao nó không ăn trời. Trời ơi dễ thương quá à. Thở vô coi. Nó không giận. Ho mắt con lên. Ừ, không được.